Theo báo cáo của Bộ Công an, số người nhập cảnh vào Việt Nam rất lớn với đa dạng các đối tượng. Trước thời điểm dịch năm 2019, có 19 triệu lượt người vào Việt Nam. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, có 57.000 người nhập cảnh, đa số là các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao. Do dịch bệnh, tính từ thời điểm bắt đầu dịch năm 2020, có gần 1.000 đối tượng vi phạm giả dạng chuyên gia để vào Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có nhiều lao động kỹ thuật nhập cảnh Việt Nam làm việc theo các dự án kinh tế, lại gặp vướng mắc do khái niệm lao động kỹ thuật hiện tại của các đơn vị quản lý chưa đồng nhất, gây ảnh hưởng đến phê duyệt lao động, tiến độ các dự án. Quản lý người lao động nhập cảnh Việt Nam làm sao để bảo đảm mục tiêu kép, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia, lao động tay nghề cao vào Việt Nam, phát triển kinh tế mà vẫn bảo đảm chống dịch. Thưa quý vị, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam vẫn tạo điều kiện để các nhà đầu tư, các chuyên gia lao động kỹ thuật, lao động tay nghề cao đến làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng có nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở để đưa người không phải diện chuyên gia nhập cảnh nước ta. Điều này gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh cũng như bảo đảm an ninh ở nước ta. Và để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, thưa ông, trong bối cảnh hiện nay thì chúng Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Bộ Công an cũng đã có những cái chỉ đạo kịp thời ra sao để có thể quản lý, kiểm soát người nhập cảnh vào Việt Nam trên cái nguyên tắc là chúng ta vẫn là chặt chẽ nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo là tạo thuận lợi để đảm bảo cái mục tiêu kép của chúng ta là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế ạ. Trong bối cảnh chống dịch đảm bảo cái nguyên tắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bình thường và nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ phòng chống dịch theo cái chủ trương thực hiện mục tiêu kép của chính phủ thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã có rất nhiều chỉ đạo sâu sát và kịp thời để thực hiện đơn cử như cái việc đảm bảo cái thời gian xét duyệt cho chuyên gia lao động kỹ thuật cao nhập cảnh theo quy định của luật 5 ngày và chúng tôi đã rút xuống 3 ngày, thậm chí đảm bảo cái yêu cầu của các doanh nghiệp chúng tôi có thể giải quyết trong ngày. Và đặc biệt chúng tôi đã đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an ban hành cái quy trình xét duyệt nhân sự phục vụ diện đối tượng chuyên gia nhập cảnh rất kịp thời và đảm bảo được cái yêu cầu chính trị. Thưa ông, trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện ấy thì chúng ta có gặp những cái vướng mắc gì không ạ? Quá trình thực hiện việc quản lý người nước ngoài trong giai đoạn hiện mục tiêu kép của chính phủ hiện nay, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Trước hết, chưa có một cái định nghĩa chuẩn tiêu chuẩn chuyên gia người nước ngoài để cho các đơn vị các địa phương thực hiện. Đấy là cái cơ bản nhất, tạo ra cái sự lúng túng của cơ quan trong việc thực hiện. Thứ hai là thời gian giải quyết hồ sơ. Có những chuyến các doanh nghiệp đã thuê chuyến bay rồi thì giải quyết chỉ trong vòng một ngày rất là gấp, cho nên là cái việc kiểm soát cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ ba là các đơn vị doanh nghiệp trải dài trên phạm vi toàn quốc rất xa và bị cách nhỡ bởi cái việc phong tỏa, cái việc giãn cách xã hội, cho nên là nhiều khi việc liên hệ giữa đơn vị chủ quản với các doanh nghiệp cũng khó khăn. Và đặc biệt là tôi nhấn mạnh là cái phối hợp công tác quản lý giữa các đơn vị, các bộ ngành cũng như là các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cái công tác hậu kiểm là ở một số nơi, một số lúc là thực hiện chưa được nghiêm. Cục có những cái kiến nghị gì để đóng góp vào cái quy trình mà quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam, đảm bảo cái việc mà chúng ta phối hợp với các bộ ngành này cũng như là đảm bảo cho việc mà người lao động mà vào Việt Nam được thuận lợi và phục vụ cho việc phát triển kinh tế ạ? Điều kiện tiên quyết quan trọng nhất là việc thực hiện phối hợp giữa các ngành tại cả các đơn vị trung ương lẫn địa phương trong tất cả các khâu, từ khâu xét duyệt thẩm định chuyên gia đến khâu cách ly tập trung và đặc biệt là khâu hậu kiểm sau khi cách ly tập trung người nước ngoài về lại doanh nghiệp của mình, cần phải đảm bảo thực hiện đúng cái nghị định 64/2015 NDCP của chính phủ. Thứ hai là ở các đơn vị địa phương cần phải đảm bảo giám sát y tế chặt chẽ đối tượng là chuyên gia lao động tay nghề cao sau khi nhập cảnh, bởi vì sau quá trình cách ly tập trung thì nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn. Xin cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị, có thể thấy một số vướng mắc trong khái niệm lao động kỹ thuật nhập cảnh Việt Nam gây nên sự không thống nhất giữa các bộ ngành địa phương. Ví dụ như lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện các dự án có đầu tư nước ngoài ở các giai đoạn khác nhau. Điều này gây ảnh hưởng trong vấn đề chống dịch, phát triển kinh tế địa phương cũng như là quan hệ ngoại giao. Vì thế, việc phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao trong việc xây dựng quy trình quản lý người lao động nhập cảnh vào Việt Nam là điều hết sức quan trọng, cần sớm được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.